Quang Hải quấn quýt bên mẹ và bạn gái trong ngày nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Thưa quý vị và các bạn, tối 16 tháng 10, Quang Hải cùng 10 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tham dự buổi gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2018. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận cú đúp giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, V-League 2018 và cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu mùa giải này. Trước giờ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đón nhận niềm vui khi 11 người trong số 30 cầu thủ được tập trung được nhận những danh hiệu quý cho những thành tích họ đạt được tại V-League 2018 khi thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ. Tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải hân hoan khi trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Đề cao tính tập thể trong thi đấu, cầu thủ người Đông Anh chia sẻ: "Em chỉ biết nỗ lực hết mình thi đấu cống hiến cho câu lạc bộ và ở đội tuyển quốc gia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dõi theo chúng em." Khi Quang Hải phát biểu trên khán đài, người vui nhất là mẹ anh cùng với bạn gái được mời đến dự khán tại buổi gala trao giải. Cùng với Quang Hải, tiền đạo Văn Quyết cũng nhận cú đúp giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của V-League 2018. Đây cũng là một mùa giải thành công với câu lạc bộ Hà Nội khi họ vinh danh với chiếc cúp vô địch. Các cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, họ lần lượt cũng được tôn vinh. Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất tại câu lạc bộ chủ quản, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng, Quốc Chí, Đinh Thanh Trung, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu là những cầu thủ cống hiến tốt nhất cho câu lạc bộ của họ. Ít giờ nữa, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc, thực hiện chuyến tập huấn dài 2 ngày tuần chuẩn bị cho AFF Cup 2018. 11 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được vinh danh tại gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2018. Cụ thể, Nguyễn Quang Hải nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đội hình tiêu biểu V-League 2018. Nguyễn Văn Quyết cầu thủ xuất sắc nhất. Đỗ Duy Mạnh đội hình tiêu biểu V-League 2018. Nguyễn Công Phượng đội hình tiêu biểu V-League 2018 cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Phan Văn Đức cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Hoàng Quốc Chí cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Sana Khánh Hòa. Đinh Thanh Trung cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Quảng Nam. Hà Đức Chinh cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Đà Nẵng. Nguyễn Tiến Linh cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ Bình Dương. Đoàn Văn Hậu đội hình tiêu biểu V-League 2018. Đặng Văn Lâm đội hình tiêu biểu V-League 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.